Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục về chủ quyền an ninh biên giới kỳ này xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đàm giữa đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum với đoàn đại biểu Công an tỉnh Atapur Sekong Lào. Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức phát động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Và cuối cùng là phóng sự khi cán bộ đồn biên phòng là phó bí thư đoàn xã. Và bây giờ kính mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Vừa qua tại thành phố Kon Tum, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum do Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Công an tỉnh Atapur do Thiếu tướng Sĩ Vơn Kẹo Sĩ Vông Xả, Giám đốc Công an tỉnh Atapur và đoàn đại biểu Công an tỉnh Sekong do Đại tá Kham Ban Phom Mạ Ni Vông, Giám đốc Công an tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn. Trên tinh thần đoàn kết, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai lực lượng, hai bên thống nhất những nội dung đã đạt được trong thời gian qua. Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, tình hình an ninh trật tự hai bên biên giới ổn định, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Việt Nam với lực lượng Công an tỉnh Atapur, Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách trong công tác bảo vệ, giữ vững an ninh biên giới, duy trì nghiêm hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam-Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới. Tại hội đàm, hai bên thống nhất ký kết triển khai những nội dung trọng tâm trong thời gian tới, gồm tiếp tục trao đổi thông tin về hoạt động của các loại đối tượng, tội phạm liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới của mỗi tỉnh, tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, tội phạm xuyên quốc gia, vận chuyển mua bán chất ma túy, sử dụng trái phép vũ khí chất nổ, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, mạng Internet, tiền giả, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên, tình hình di cư tự do, thiên tai, dịch bệnh qua biên giới, đồng thời tiếp tục phối hợp kiểm tra kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký kết. Tăng cường phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau, tập huấn công tác nghiệp vụ, tổ chức đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật mỗi nước, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hai bên biên giới, chấp hành nghiêm hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền và pháp luật của mỗi nước. Qua đó góp phần vun đắp tình đoàn kết của nhân dân hai nước ngày càng bền chặt. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ. Theo đó, 100% cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ về truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tinh thần thương người như thể thương thân, chung tay góp sức ủng hộ chương trình xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, gia đình quân nhân khó khăn về nhà ở, theo tinh thần nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tích cực hỗ trợ kinh phí, công sức tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát với quyết tâm cao nhất, phấn đấu mỗi cơ quan đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh có ít nhất một công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Tiếp tục thi đua triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2021-2025 là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các phong trào thi đua Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, phối hợp chặt chẽ các cơ quan đơn vị trong và ngoài đơn vị, triển khai các công trình bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn, đúng đối tượng thụ hưởng,
công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và có những biện pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức gặp mặt biểu dương 30 học sinh là con của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng tỉnh trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng trong và ngoài quân đội năm 2024. So với nhiều năm trước, năm nay số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng tăng hơn các năm trước, trong đó có 4 em được tuyển thẳng đại học. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trích trên 30 triệu đồng để tặng quà, trao thưởng cho các em. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh biểu dương, động viên, căn dặn các em khi được vào học tập tại các trường đại học cao đẳng cần cố gắng rèn luyện, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chương trình học, xứng đáng là con ngoan trò giỏi của gia đình và nhà trường, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, Bộ đội Biên phòng. Nhân dịp khai giảng năm học mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức trao trên 155 triệu đồng và hàng trăm cuốn vở đồ dùng học tập cho các em học sinh của chương trình Nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng trên khu vực biên giới. Thực hiện chương trình Nâng bước em đến trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận giúp đỡ hỗ trợ 74 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới, trong đó có 6 em ở khu vực ngoại biên phía đối diện của Lào và Campuchia. Hàng tháng mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng cho đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông để gia đình bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống, cố gắng vươn lên trong học tập. Số tiền này do cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp với mong muốn giúp các em được học tập tốt hơn. Bên cạnh chương trình Nâng bước em tới trường, từ năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai mô hình con nuôi đồn biên phòng và nhận đỡ đầu 15 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ hoặc không có nơi nương tựa trên khu vực biên giới. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tốt truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng với đồng bào các dân tộc trên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Với mục đích tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh toàn diện ở các xã biên giới của tỉnh Kon Tum, mô hình cán bộ đồn biên phòng kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư đoàn xã đã góp phần tích cực xây dựng các địa phương phát triển toàn diện, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đây là một buổi tuyên truyền về luật phòng chống ma túy và những tác hại của ma túy cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Tại đây, cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y là Phó Bí thư đoàn xã Bờ Y đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung liên quan đến tội phạm ma túy. Mình không nên đứng ra để mình khuyên can cái người đang thực hiện hành vi đấy. Bạn ghi nhận cái người đấy và các bạn biết được các cái ban ngành đoàn thể như là ban quản lý thôn ở trên địa bàn thôn đấy, hoặc là như kiểu là đoàn thanh niên, chi đoàn thanh niên của thôn, đoàn thanh niên của xã và các cái cơ quan chức năng gần nhất như là lực lượng công an xã, sát sườn nhất là công an xã. Và thứ hai nữa là ở trên địa bàn xã Bảy Bình ấy, thì, xã biên giới có thêm một lực lượng nữa là lực lượng bộ đội phòng. Lực lượng bộ đội phòng có đồn biên phòng cổng của TBI đấy đều có thiết lập các cái đường dây nóng các bạn có thể sử dụng các đường dây nóng hoặc thông qua gia đình về mình có thể mình trao đổi lại với bố mẹ của mình, để bố mẹ mình thông qua các mối quan hệ để lên trình báo với các lực lượng chức năng. Đấy là về cái vấn đề cháu đi nó gặp thấy ở chỗ khu vực này thấy người này người kia có động mua bán hay là sử dụng các ma túy, để từ đó các cái lực lượng chức năng, chính quyền địa phương người ta sẽ có cái biện pháp để đấu tranh. Xã biên giới Bờ Y, huyện Ngọc Hồi nằm ở khu vực ngã ba Đông Dương, nơi tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Những năm trước, xã từng là một trong những điểm nóng về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
tại đây, lực lượng chuyên trách của Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép có khối lượng lớn từ Lào về Việt Nam. Nhiều vụ án hình sự đã được Tòa án Nhân dân các cấp xét xử với nhiều mức án khác nhau. Để người dân địa phương, đặc biệt là đoàn viên thanh niên không vướng vào cạm bẫy chết người này, Ban chấp hành đoàn xã, tuổi trẻ đồn biên phòng đã không quản ngại nắng mưa, trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, đặc biệt là những hộ gia đình trẻ để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, đặc biệt là về tội phạm ma túy. Trước hết là chúng tôi đánh giá cao cái vai trò của đồng chí biên phòng giữ chức vụ phó bí thư đoàn xã trong cái thời gian qua trên địa bàn. Và cũng qua cái cũng xác định là địa bàn chúng tôi là địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Do nên là đồng chí phó bí thư đoàn xã là cán bộ biên phòng ấy đã nỗ lực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là ban chấp hành đoàn, thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên phòng chống tội phạm, rồi giảm thiểu cái tình trạng tội phạm trong thanh thiếu niên, nhất là tội phạm về ma túy. Và trong những năm qua thì đồng chí đã phát huy được hết cái khả năng vai trò. Qua đó là chúng tôi đánh giá cao cái tinh thần trách nhiệm cũng như cái công tác nỗ lực tham mưu của đồng chí cán bộ biên phòng là phó bí thư đoàn cho ban chấp hành đoàn xã và cho cấp ủy chính quyền địa phương. Đến nay, Bờ Y là một trong 7 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới. Người dân nơi đây có cuộc sống ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy được đẩy lùi đáng kể. Đóng góp vào thành quả chung ấy có tuổi trẻ xã Bờ Y và tuổi trẻ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chào các đồng chí và các bạn.